Vào ngày 17 tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, đội tuyển PES Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch giải đấu PES League toàn Đông Nam Á. Giải đấu PES League với khẩu hiệu "Một cuộc chơi, một Đông Nam Á" đã thể hiện rõ đây là sân chơi cho tất cả những game thủ PES chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư trên cả nước nói riêng và quốc tế nói chung, qua đó thắt chặt mối quan hệ tình bạn giữa các nước ASEAN. Tham dự cuộc thi lần này là 16 game thủ PES xuất sắc nhất của 4 đội tuyển quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và đội tuyển chủ nhà Việt Nam. Hảo thủ Duy Mập đến từ thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi chiều thăng hoa đã xuất sắc trở thành quán quân của PES League 2016 sau khi đánh bại lần lượt các đối thủ sừng sỏ, những cái tên như thần đồng 13 tuổi người Indo Ricky Fiden hay Boss Sui, nhà vô địch PES League 2015. Từng đại diện châu Á đá cúp thế giới đã phải dừng bước khi gặp Duy Mập. Mặc dù khởi đầu các trận đấu luôn ở thế bị dẫn trước, nhưng Duy Mập vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng lội ngược dòng để đánh bại đối thủ. Đây chính là điểm nhấn cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như ý chí quyết tâm đến từ Duy. Có thể nói, đây là một trong những phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho bản thân Duy cũng như toàn bộ người hâm mộ PES Việt Nam. Từng bước một, đội tuyển PES Việt Nam của chúng ta đã và đang khẳng định mình với các nước trên thế giới và rất mong có một ngày chúng ta sẽ hiện thực hóa được giấc mơ vô địch thế giới.